Video này sẽ giúp bạn trở thành top 1 Van Heen. Hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành top 1 Van Heen nào. Khi bắt đầu vào trận đấu, hãy nâng cho một ở cấp độ đầu tiên. Khi di chuyển ra vị trí phạm, hãy tích trước cho bản thân một phi tiêu đỏ bằng cách spam nút đánh thường vào không khí để khi hai tân lính giao tiếp với nhau, đòn đánh thường tiếp theo vào lính địch sẽ gây sát thương trong phạm vi và kết hợp với chiêu một đường nâng đầu, khi kích hoạt cũng sẽ bắn ra một phi tiêu đỏ gây sát thương trong phạm vi sẽ giúp bạn nhanh chóng giải quyết gây lính đầu tiên để sớm lên cấp độ 2. Chiêu một cũng chính là chiêu thức gây sát thương chính của Van Heen nên hãy ưu tiên nâng mã chiêu này trước. Chiêu 2 mang lại cho Van Heen khống chế với khả năng làm choáng mục tiêu trúng chiêu kèm gây sát thương vật lý. Khi tung chiêu 1 và chiêu 2 đều giúp Van Heen tích một điểm nội tại thợ săn. Ngoài ra, cứ đòn đánh thương thứ 3 của Van Heen sẽ bắn ra một phi tiêu ngẫu nhiên. Phi tiêu này trúng mục tiêu sẽ giúp hắn tích thêm một tầng nội tại và được tăng tốc chạy trong thoáng chốc, tối đa của 4 tầng. Khi đủ 4 tầng, trong vòng 3 giây kế, toàn bộ các đòn đánh thương của Van Heen sẽ đều bắn ra một phi tiêu ngẫu nhiên. Đòn đánh thương trúng mục tiêu sẽ làm mới thời gian duy trì. Các phi tiêu ngẫu nhiên bao gồm phi tiêu đỏ gây sát thương cho địch trong phạm vi giống chiêu 1, phi tiêu vàng khiến các địch bị làm choáng giống chiêu 2 và phi tiêu xanh đánh trúng địch giúp giảm thời gian hồi tất cả chiêu. Ngoài ra, cách nhanh nhất để kích hoạt nội tại là dùng chiêu cuối, bởi vì chỉ cần dùng chiêu cuối là Van Heen sẽ nhận được luôn 4 tầng nội tại thợ săn mà không cần biết chiêu cuối có trúng hay không. Chúng ta sẽ không nhắc đến sát thương của chiêu cuối vì nó như cứt, nhưng mà nó vẫn sẽ mang sát thương vật lý nha. Qua bộ kỹ năng có thể thấy, toàn bộ chiêu thức và các đòn đánh thương của Van Heen đều giúp kích hoạt nội tại, cho nên Van Heen sẽ chủ yếu gây sát thương từ nội tại, mà nội tại của Van Heen lại giúp cường hóa đòn đánh thương. Cho nên Van Heen là một vị tướng xạ thủ chủ yếu gây sát thương từ đòn đánh thường. Vì vậy, tốc đánh chí mạng sẽ là rất cần thiết dành cho anh chàng. Với bảng ngọc tốc đánh sẽ giúp Van Heen có khả năng để áp lực đối phương ngay từ giai đoạn đầu trận nhờ lượng tốc đánh cao cùng khả năng khống chế khó chịu từ chiêu 2 và nội tại cường hóa sát thương đòn đánh thường. Cũng chính vì vậy mà Van Heen sẽ phù hợp với rất nhiều bảng phù hiệu khác nhau, có thể sử dụng bảng phù hiệu luyện kim để tối ưu lượng tiền từ sớm giúp thắng đường để áp lực và tăng thế sức mạnh nhanh hơn, hay sử dụng bảng phù hiệu ma chú nếu đội hình đối phương không quá cứng, hay sẽ là sử dụng bảng phù hiệu tinh linh nếu đội hình đối phương có nhiều tướng chống chịu. Khi nội tại được kích hoạt, các đòn đánh thương của Van Heen đều được cường hóa với hiệu ứng ngẫu nhiên, và để cường hóa thêm hiệu ứng cho đòn đánh thương của Van Heen thì kiếm Vernier sẽ cần phải hoàn thành ngay sau khi có giày du mục ở giai đoạn đi đường. Giai đoạn giữa và cuối game, các giao tranh lớn sẽ nổ ra thường xuyên hơn và Van Heen cũng sẽ phải di chuyển nhiều hơn để tham gia các tình huống giao tranh cũng như tìm kiếm thêm cho bản thân những nguồn tài nguyên mới để nhanh chóng tăng tiến sức mạnh. Trong khi đó, chiêu 1 và chiêu 2 của Van Heen cần phải có mục tiêu để kích hoạt chiêu thức, nên Van Heen sẽ không có công cụ để trích bụi. Các bạn đang nghĩ là dùng chiêu cuối để trích bụi ư? Ồ, cũng được đấy, nhưng mà chiêu cuối của Van Heen sát thương thì không to, khống chế thì không có, quá trích được đối phương trong bụi cỏ thì nhiều khả năng Van Heen vẫn sẽ bị úp sọt mà thôi. Vì vậy, cách tốt nhất để tránh bị úp sọt và tăng khả năng outplay đó là spam chiêu 2 liên tục trong quá trình di chuyển, để nếu bất ngờ cú địch từ bụi lao ra thì ngay lập tức hắn sẽ bị choáng và bạn có thể chủ động hơn ở trong kèo xử lý này. Khi đến với giao tranh, hãy dùng luôn chiêu cuối để kích hoạt nội tại và liên tục đánh thường kèm chiêu 2 chiêu 1 lên đối phương để gây sát thương. Lưu ý này, vì chiêu 2 có khống chế cứng nên đôi khi tham gia giao tranh, bạn cũng cần phải tận dụng chiêu thức này để giữ chân mục tiêu nhằm truy đuổi hoặc đào thoát tốt hơn tùy tình huống cụ thể nhỉ. Ở giai đoạn này, cần phải hoàn thiện cho Van Heen những trang bị còn lại là thương xuyên phá, song đao bạo táp, thánh kiếm và giáp hộ mệnh sẽ luôn phiên thay đổi với liêm lập mệnh. Hãy loại bỏ thánh kiếm và lên giữa thần cung nếu đội hình đối phương có nhiều tướng có khả năng chống chịu sát thương tốt, hoặc loại bỏ thánh kiếm để lên luôn trông tròi nếu đội hình đối phương có nhiều nguồn sát thương phép mạnh, hay sẽ thay thế bằng áo choàng băng giá nếu đội hình đối phương có nhiều nguồn sát thương vật lý mạnh. Đó là toàn bộ về vị tướng Van Heen mà tôi có thể chia sẻ. Hãy nhấn đăng ký kênh, bấm vào quả chuông nho nhỏ bên cạnh và bấm like cho video này nếu bạn thấy nó hữu ích. Chúc các bạn sẽ sớm trở thành top 1 Van Heen. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.